Ở cái ví dụ thứ ba này á, thì cái mô hình bài toán nó khác ví dụ đầu tiên, hai ví dụ đầu tiên xíu. Đó là cho một cái điện tích dương, cho hai điện tích dương treo trên một sợi dây chiều dài L. Thì vì các bạn biết rồi, hai điện tích dương cùng dấu mà treo cùng nhau một điểm vậy, vì cùng dấu cho có lực đẩy nó hay đẩy ra, đẩy ra một góc là theta. Một khoảng cách tính được khoảng cách là A đây nè, đó, 2A đây nè. Thì yêu cầu là gì? Là tính độ lớn của cái điện tích treo vào. Thì cái đây cái bài toán này á là thể hiện là thí nghiệm dựa vào trên định luật hai định luật của Coulomb á để tính độ lớn cái điện tích đó. Như vậy những cái bài mà lý thuyết thì dạy bài là sau khi các bạn nhiễm điện hưởng ứng, nhiễm điện do ma sát, nhiễm điện do tiếp xúc á, thì mình không biết được độ lớn của điện tích là nhiêu, thì dựa vào định luật Coulomb á, vì đó cái thí nghiệm dạng thế này á thì bạn sẽ tính được độ lớn của điện tích. Thì cái này á, bài những thí nghiệm này làm không 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 dễ chút nào, cực kỳ khó, vì với cái môi trường thời tiết khí hậu ở Việt Nam mình đó là khí hậu ẩm, gọi khí hậu tropical, tropical ở vùng nhiệt đới á, thì độ ẩm rất cao, mà độ ẩm cao á thì các hơi nước rất nhiều, dẫn đến là điện tích mà khi bạn treo lên á đã mất điện tích nhanh liền, ha, bị nước nó lấy điện tích liền, bị hơi nước lấy liền, dẫn đến là thí nghiệm này cực kỳ khó và rất khó làm. Vì đó là vì sao mà thầy không chỉ cho các bạn tình hình trên lớp, mà thầy chỉ cho xem video minh họa điện tích thôi. Như vậy để giải cái bài toán này thì đầu tiên chúng ta vẫn làm như thường lệ là gì? Là viết lại bài giải. Đó. Sau khi viết lại bài giải xong, chúng ta sẽ tam tác. Để tam tác để cho được là khối lượng là bằng 3 nhân cho 10 mũ trừ 2 kg. Chiều dài sợi dây là bằng 0,15 m. Góc theta, cái góc lệch ra là 5 độ. Vậy cần tính quy. Ở đây thầy xem kg, mét, độ. Ở đây là thuộc về hệ chuẩn đo lường rồi, nên thầy không có đổi đơn vị như hai bài trước nữa. Mà không, nếu không đổi đơn vị thầy tiến hành thầy làm gì? Thầy vẽ hình. Đây. Cái tròn là cái điểm ở giữa, khi bạn treo hai điện tích vào á thì hai sợi dây sẽ đẩy ra như này đó. Ở đây là một điện tích cộng quy, ở đây là điện tích cộng quy đó. Thì hai cái điện tích này nó như nhau, dẫn đến là phân tích lực tác dụng lên cái này sẽ y chang như cái này ha. Như vậy đối với điện tích này thì coi nè, khi treo vật có khối lượng, khi treo thì chắc chắn sẽ có lực, mà lực lực tác dụng đầu tiên bắt buộc các bạn lúc nào cũng phải vẽ, đó là lực gì? Hướng xuống dưới đây, cái này được gọi là trọng lực. Bên này y chang nó cũng có vậy đúng không? Cái này trong phần phần vật lý một, phần các định luật Newton thầy chỉ các bạn rồi, thi cũng có dạng này rồi. Tiếp theo, treo vào sợi dây thì chắc chắn phải có lực gì đây? Đây thì tôi đậm mới lên, cái này được gọi là lực căng dây. Đây lực căng dây T à, này đó. Lực căng dây T này dọc theo sợi dây đó, vật lý một mình đã học rồi. Tiếp tục, đó là phần vật lý trong những năm trước, những trong vật lý một. Bây giờ vật lý 2 thể hiện ở chỗ hai điện tích trái dấu thì đẩy nhau đây. Ồ, cái màu vàng nhìn không rõ nên để thầy xóa nó, thầy dùng màu khác. Cái còn màu gì đây? Tìm có rồi, màu xanh. Đây chính là lực tĩnh điện ha. Đó, đẩy đây chính là lực tĩnh điện đó. Như vậy sau khi thầy vẽ ba lực ra thì xem, à ngoài ba lực này đã không còn lực nào khác nữa, và thầy biết chắc chắn trên mỗi điện tích chỉ dùng ba lực: động lực, lực tĩnh điện và lực căng dây. Như vậy xét điện tích quy ha, thầy có là gì? Tổng F bằng không, vì đứng cân bằng mà am đây định luật hai Newton trong trường hợp vật cân bằng nè, thầy sẽ có được là Mg cộng cho Fe cộng cho T bằng không. À thì quên, đây là góc theta. Góc theta. Đó. Như vậy thầy có phương trình vector tổng hợp lực tác dụng của điện tích quy
Như vậy, như thường lệ, muốn bỏ phương trình vector thì cần phải có chiếu trên trục hệ trục tọa độ. Vậy thì vẽ thêm hệ trục tọa độ O, X, Y. Như vậy, hình chiếu trên OX thì tăng dần hệ chiếu nè. MG hướng xuống. Vậy chiếu OX vuông góc bằng không không tính. FE hướng sang ngang cùng chữ X dẫn đến thầy viết FE. T hướng dậy, như vậy khi chiếu lên OX là góc này. Ham d alpha, đây theta thì góc là góc theta đây. Ham. Vậy chiếu OX T chiếu qua hướng này thì T mang dấu âm bằng T nhân cho cos góc này thì đây là ở đây là theta thì thành nhân cho sin theta góc hơn kém 90 độ bạn. Bằng không. Chiếu OY thì sẽ có MG chiếu OY sẽ mang dấu âm vì sao? Trục OY hướng lên, MG hướng xuống dẫn đến là MG thì để dấu âm. Lực FE này khi chiếu OY vì lực FE này vuông góc với trục chiếu dẫn đến là lực FE sẽ bằng bằng không thì con viết T. T chiếu OY là chiếu lên, đèn nó qua đây, chiếu lên hướng này, vậy T cùng hướng OY dẫn đến là dấu cộng. T nhân cho cos theta. Đó. Bằng không. Như vậy từ hai cái này thì sẽ có một cái phương trình. Thứ nhất, T sin theta bằng FE. Và T cos theta là bằng MG thì chuyển qua. Như vậy, ở đây thấy nè, T FE nè, thầy sẽ biết rồi nè, MG biết rồi nè, sin theta cos theta biết rồi nè, có T chưa biết thì muốn móc T làm sao? Đơn thuần thì lấy phương trình trên chia phương trình dưới. T T đơn giản, còn sin theta chia cos theta và sin theta chia cos theta nó ra được là tan theta. Ở trên chia dưới là bằng FE chia cho MG. Đó. Như vậy bây giờ thầy coi thử coi cái biểu thức của FE mình là gì. FE là lực hút tĩnh điện giữa đây là A nè, cái này là A để cho nè, đó. Vậy FE là lực hút, là lực đẩy giữa hai điện tích quy, vậy thì sẽ có là K E nè ha. Đây là quy nè. Quy nè chia cho R, đây là R đây chính là khoảng cách giữa hai đó sẽ là 2A bình phương thì thầy sẽ ra được là KE nè. Quy bình phương chia cho 4 A bình phương. Như vậy thầy còn đi vào tính A. A thầy sẽ có là đây một tam giác nè, đây là tam giác nè, đây là tam giác nè. Đoạn này là L nè đúng không? Góc bằng góc theta nè. Đây là A cần tìm của thầy nè. Thì đây coi cho cạnh huyền chắc chắn là dùng hệ thức lượng sin hoặc cos. À cho A là đối nữa. Như vậy đối với huyền, đối với lại huyền thì chỉ có mỗi sin thôi. Đó. Sin theta là bằng đối chia huyền. Đúng không? Sin mà đối chia huyền mà là A chia cho L thì từ đó suy ra là cạnh A của mình á là sẽ ra được là L nhân cho sin theta. Như vậy thay vào đây thì FE của mình sẽ ra được là KE quy bình phương chia cho 4 an phương sau là L bình phương sin bình phương theta. Như vậy có FE có MG thay vào cái biểu thức này để giải tiếp ha. Hãy viết lại đây tan theta bằng FE chia cho MG. FE của thầy là bằng KE nè, quy bình phương nè đúng không? Chia cho là 4 nè. L bình phương sin bình phương theta thì trả lại có đúng không? Đúng rồi, đây. 4 lần phương sin theta nè đúng không? Và chia cho MG. Đúng không? Từ đây mình cần tính cái thằng quy này nè. Mình cần tính cái thằng quy này nè, là đó. Đó, cần tính đó để thầy viết lại cho nó dễ nhìn. À, này chỉ này thì đơn thuần thầy nhân qua nhân nhân MG qua tan đây thì sẽ có được là MG nè nhân cho tan theta sẽ bằng KE quy bình phương chia cho 4 là bình phương sin phương theta. À, thì muốn tính quy thì nhân hai cái này thì nhân qua đây thì sẽ ra được là MG nè tan theta nè nhân cho 4 nè L bình phương nè sin bình phương theta mà bằng KE quy bình phương. Ở đây các bạn có thể thay số vô cho khối lượng là khối lượng G, à G ở đây là 10, có tan có sin đúng không? Thì thay vô như vậy, thay vô các bạn có thể tính được là độ quy, độ lớn quy các bạn căn lấy căn ra và để ở đây thì để công thức tổng quát thì để công thức luôn là muốn tính quy thì chia cho KE vô đây thì sẽ ra được là quy bình phương của thầy sẽ là MG
tan theta nhân cho 4 là bình phương sin bình phương theta và chia cho cả e ham. Đây thì dẫn đến là quy của thầy á, độ lớn là ham là bằng căn bậc 2 của cái này, thì căn này sẽ được là 2 l sin theta cộng nguyên cái này để nguyên là mg tan theta chia cho này đó. Thì này mình thay số vô là gồm có 2 nè, l của mình là 0,15 nè, nhân cho sin 5 độ nè, nhân cho căn bậc 2 của m là 3 nhân cho 10 mới trừ 2 kg, g đấy là 10 luôn nha, nhân cho tan 5 độ nè, và đây là 9 nhân cho 10 mũ 9. Thì sau khi bạn bấm ra thì các bạn sẽ tính được là độ lớn của quy nè là sẽ bằng như là 4,42 nhân cho 10 mũ trừ 6 coulomb, hay là các viết là 4,42 microcoulomb đó. Bạn tính là cái số này các bạn kiểm tra lại thầy đúng không? À, thì đây chính là đáp số. Sao? Đáp số của cái bài này. Đó, thì cái bài này á nó kết hợp cả vật lý 1 và vật lý 2 và điều kiện cân bằng của một cái vật bất kỳ, viết phương trình và chiếu lên. Đó, thì các bạn nghiên cứu bài này giải kỹ để sau này mà bài tập về nhà mà gặp những trường hợp này á thì biết mà giải ha. Thì ở đây thầy giải dạy tổng quát cho nên là thầy để nguyên các chữ vào, các bạn về nhà giải mà muốn thay số vào thì thay vào nhanh cũng được, không sao cả, thầy không cấm cái này cả. Đó, hy vọng là các bạn hiểu được những ví dụ của thầy. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng sau. Thân ái chào các bạn.